Sáng nay, 18 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm đã chủ trì buổi lễ tiếp các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trao kinh phí hiện vật hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Long An. Tại buổi lễ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh tỉnh Long An trao tặng 5 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 tỉnh. Tổng công ty xây dựng số 1, công ty cổ phần trao tặng 10 máy thở oxy dòng cao trị giá 759 triệu đồng. Công ty cổ phần Cham Group trao tặng 1.000 bộ giường bệnh trị giá 1,2 tỷ đồng, 30.000 quả trứng và 1.000 hộp nhân mũi cho các bệnh viện dã chiến. Ngoài ra, công ty cổ phần Cham Group dự kiến sẽ tặng thêm 500 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi cũng đã đang thực hiện những công tác tại địa phương về ủng hộ những cái quỹ cũng như là nhu yếu phẩm đến địa phương để thực hiện cái công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn. Thì trong thời gian sắp tới thì tất nhiên là Ngân hàng Quân đội cũng sẽ đồng hành với tỉnh. Sau khi thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đơn vị dành cho địa phương, góp phần hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong cũng như tiếp thêm động lực cho tỉnh Long An kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.